Thời tiết chuyển mùa là lúc các bà mẹ lo lắng, con trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp, gây ho, làm trẻ mệt mỏi. Đây là bệnh lý thường gặp ở trẻ. Bệnh có thể gây bào mòn niêm mạc khí phế quản và tạo thêm điều kiện cho vi khuẩn tấn công. Khi đó, những bệnh lý hô hấp đơn giản sẽ trở nên cấp tính, gây viêm phế quản và viêm phổi. Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Quỳnh Thúy Vân cũng lo lắng cho sức khỏe của con khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là ho. Bé nhà tôi thì nó rất là hiếu động mà thích chơi ở ngoài trời. Mà thường cái mùa này nó đang trở lạnh nè, nên là khi đi ra ngoài tôi cũng rất chú ý để mà giữ ấm cho bé. Ví dụ như phải mặc thêm áo khoác khi mà đi vào buổi sáng, hoặc là tối thì đi ngủ thì bé thường mặc đồ ấm, đồ dài kín cổ, với lại uống thêm một số thuốc mà để hỗ trợ cái sức đề kháng cho bé vào cái mùa này. Một số trường hợp ho ở trẻ có kèm theo các triệu chứng mà phụ huynh cần lưu ý theo dõi để kịp thời đưa đến bác sĩ. Ho do phù nề đường hô hấp vì viêm thanh quản cấp. Ho kèm theo khò khè vì viêm phế quản, viêm tiểu phế quản gây tăng tiết dịch, khó thở. Ho do dị vật đường thở diễn ra đột ngột, tím tái. Ho gà, biểu hiện là ho liên tục, kéo dài. Ho kèm sốt, nôn ói là do cảm lạnh hay cảm cúm. Hiện nay thì cái vấn đề ho thì điều trị cũng dựa vào những cái nguyên nhân gây bệnh. Do đó cái vấn đề điều trị triệu chứng vẫn được đưa lên hàng đầu. Ví dụ như là em bé nó ho nhiều thì chúng ta sẽ cho những loại thuốc ho giảm ho an toàn cho các bé để đảm bảo sức khỏe. Rồi như em bé sốt thì chúng ta sẽ cho bé hạ sốt bằng paracetamol thông thường. Hoặc như em bé nó bị tắc nghẽn đường hô hấp thì chúng ta thông thoáng bằng nước muối loãng hoặc nước muối sinh lý. Rồi chúng ta theo dõi những cái diễn biến để chúng ta phát hiện sớm những cái biến chứng hoặc những cái dấu hiệu nặng để chúng ta đưa các bé đến bệnh viện kịp thời. Nhưng em bé nào mà bị ho có biểu hiện của nhiễm trùng thì được bác sĩ sẽ cho sử dụng kháng sinh theo cái liều lượng tùy theo cái độ tuổi và cái thời gian sử dụng, thường từ 7 đến 10 ngày thì đảm bảo cái liệu trình điều trị cho nó phù hợp. Hầu hết các trường hợp trẻ bị ho không phải là một vấn đề nghiêm trọng và hoàn toàn có thể được chữa trị dứt điểm với các biện pháp khắc phục tại nhà. Do đó, bên cạnh việc chú ý đến chế độ ăn uống, bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ để tăng cường sức đề kháng, phụ huynh có thể cho trẻ sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ giúp sát khuẩn đường hô hấp để phòng ngừa ho. Cái cách chăm sóc thì chúng ta cũng chú ý là trong cái quá trình em bé nó ho nhiều như vậy, nó quấy khóc, nó nôn ói thì chúng ta nên sử dụng những loại thuốc ho một cách an toàn, làm cho em bé nó dễ chịu. Ví dụ như chúng ta có thể dùng rau tần dây lá đâm nát ra, rồi chúng ta sẽ cho chút muối vô để chúng ta chắt ra cái tinh dầu tần để giúp cho giảm cái cơn ho. Rồi một số những cái loại khác, ví dụ như là tắc chân với đường phèn hoặc là mật ong hấp với gừng, thì tất cả những cái loại thuốc này nó đều có tác dụng giảm ho. Đặc biệt hơn nữa, nó có thể giảm cái đau sưng cái vùng họng mũi rất là hiệu quả. Hoặc hiện nay thì cũng có những cái loại thuốc ho như thế này được chế biến sẵn, được bày bán trong các rộng rãi trong các nhà thuốc, thì chúng ta có thể hỏi ý kiến tư vấn từ bác sĩ hoặc dược sĩ để chúng ta sử dụng cho các bé. Rồi nếu mà có những cái ho nó không cải thiện, nó làm cho em bé lừ đừ ói nhiều, thì chúng ta nên đưa bé đi khám bác sĩ hoặc đến bệnh viện. Phần hỏi và câu trả lời, câu hỏi kỳ trước, đáp án đúng là D. Khi dạy trẻ nói lời cảm ơn và xin lỗi, phụ huynh nên làm gương, lắng nghe và phân tích đúng sai cho trẻ hiểu, không bắt ép hay dọa nạt, nên khen ngợi khi trẻ biết nhận lỗi hoặc cảm ơn, dạy trẻ thể hiện sự chân thành trong lời nói. Câu hỏi kỳ này, các loại thảo dược có thể trị ho cho trẻ là A. Rau tần dày lá, B. Tắc chân đường phèn, C. Mật ong hấp gừng, D. Cả ba câu trên đều đúng. Vui lòng gửi câu trả lời vào địa chỉ email umam@o2tv.vn hoặc gửi tin nhắn theo cú pháp DA khoảng trắng, chọn câu trả lời đúng gửi về số điện thoại 0909 479 192 hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Đồng Tân, số 29, đường Đông Hưng Thuận 30, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quà tặng cho 5 khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất là một chai Sirohor Silica S
do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đồng Tân phân phối. Trẻ em chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng, thường có thể trạng còi cọc. Thiếu DHA và EPA khiến thị lực của trẻ giảm sút. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids giúp thúc đẩy nhanh chiều cao của trẻ. DHA và EPA hỗ trợ điều trị cận thị. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids là sự lựa chọn cho bé yêu của bạn. Prevanutin Kids cho đôi mắt sáng, cho dáng thêm cao. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.